Nhã Phương, Nam Em nắm tay và tha thứ cho nhau với cái giải rất đàn bà. Cả hai người phụ nữ của showbiz có quá nhiều điểm chung, đến nỗi sự si dại trong tình cảm cũng mắc những lỗi như nhau. Những tưởng hai cái tên Nhã Phương và Nam Em sẽ chẳng bao giờ được viết gần nhau, vậy mà bất ngờ một ngày họ lại được nhắc đến bởi điểm chung, đó là cùng yêu một người đàn ông của showbiz Việt. Cũng từ đây, khán giả được dịp mang cả hai cô nàng lên bàn cân để so sánh. Người ta mới giật mình nhận ra họ giống nhau đến lạ, từ xuất phát điểm đến những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nhã Phương không sở hữu một nét đẹp kiêu sa nhưng lại gây ấn tượng bởi lối diễn hồn nhiên ngây thơ. Từ cái danh xưng hot girl, cô đã phải trải qua một quá trình phấn đấu khá dài để khẳng định tên tuổi. Sinh ra tại vùng quê nghèo Đắk Lắk, tuổi thơ của Nhã Phương là chuỗi ngày phụ mẹ bán hàng rong trên những nẻo đường xa đến trường. Những ngày tháng gian khó ấy có lẽ là động lực lớn để cô gái nhỏ phấn đấu đổi đời. Nhã Phương bỗng dưng nổi tiếng với vai diễn trong phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò. Đây chính là câu nói đưa cái tên Nhã Phương tới với đông đảo khán giả. Với vai người yêu của cậu bạn bán bánh giò, cô đã nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Xuất phát điểm này giúp cô diễn viên nhận được nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh và tạo dựng thành công như bây giờ. Tương tự thế, Nam Em, một cô gái nghèo từ miền Tây sông nước, sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Từ nhỏ, cô cũng nếm trải đủ mọi nhọc nhằn cơ cực. Nam Em tiến thân bằng con đường thi nhan sắc. Cô đạt hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, người ta lại thấy cô xuất hiện ở nhiều cuộc thi lớn khác như Hoa hậu Hoàng Vũ, Hoa hậu Việt Nam. Trải qua thời gian dài vật lộn với hành trình đi thi của một thí sinh không tên tuổi, Nam Em vụt sáng khi lọt top 8 Hoa hậu Trái đất năm 2015. Nhã Phương và Nam Em, những cô gái biết vượt lên số phận để tạo dựng hạnh phúc và danh tiếng cho bản thân. Hẳn ở những cô gái như thế luôn tồn tại một sự tự trọng cao. Với họ, tiền bạc vật chất bị lùi một bước vì chính tay họ đã tạo dựng được từ những ngày khốn khó nhất. Họ cũng đến với tình yêu bằng xúc cảm chân thành và sự rung động trọn vẹn, không nhuốm mùi vụ lợi. Bằng chứng sống động nhất là họ cùng yêu một người đàn ông có tiếng nhưng không có miếng. Trong suốt 2 năm yêu Trường Giang, Nhã Phương không hề lên đời như Harry Won yêu Trấn Thành. Cô vẫn giản dị với những trang phục bình dân. Cô không mua nhà tạo xe bạc tỷ như bao nữ diễn viên khác. Thứ giá trị bằng hiện vật duy nhất mà Trường Giang tặng cô hẳn chỉ có mỗi một xế hộp mà bản thân cô phải bỏ phần nửa tiền hùng và số lần sử dụng thưa thớt vì bận đi đóng phim. Đừng nghĩ chân ngắn thì đại gia không thích, bởi chân ngắn như Nhã Phương lại thuộc hàng hiếm trong showbiz thị phi này. Nhã Phương nổi tiếng ngoan hiền, không ăn chơi đàn đúm. Cô tạo dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng và biết tự lập lo cho gia đình từ sớm. Một cô gái giỏi giang xinh xắn như thế thì ai mà không muốn cưới làm vợ. Tiếc thay, cô đã chọn Trường Giang vì cô được sống với chính mình, sống bằng cảm xúc thật, không toan tính. Cũng sống bằng trái tim nóng hơn bằng cái đầu lạnh như Nhã Phương là Nam Em. Một thời gian dài, cô bị đồn đại cặp với đại gia mới có tiền mở nhà hàng, quần này áo nọ. Thế nhưng, nào ai ngờ, đến khi sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm, Nam Em mới thổ lộ chuyện phá sản nhà hàng riêng, chuyện bán nhà để đầu tư cho sự nghiệp. Người ta thương Nam Em vì cô thành thật. Những chuyện buồn như thế nhiều nghệ sĩ chọn cách giấu đến cùng vì thể diện. Cô lại phơi bày cho cả thế giới biết mà không mảy may lo lắng bị chê bai khinh rẻ. Dù giành được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi, nhưng Nam Em không được đánh giá cao về nhan sắc. Điều khiến Nam Em gây ấn tượng lại là tính cách thân thiện, vui vẻ và sự hài hước. Ở gần cô, hẳn ai cũng cảm thấy thoải mái vì cách nói chuyện duyên dáng, đôi lúc hơi ngây ngô, ngộ nghĩnh. Nam Em cũng dư sức tìm được những đại gia lắm của nhiều tiền. Vậy mà cô lại vấp phải sai lầm khi yêu một danh hài để rồi nhận lấy cái kết quá buồn. Hai cô gái cùng yêu một người đàn ông. Hai cô gái bất ngờ biết đến sự có mặt của nhau trên đời cũng vì yêu cùng một người đàn ông. Hai cô gái bị cả thế giới soi mói cũng chỉ vì yêu cùng một người đàn ông. Thế nhưng, người đàn ông ấy lại im lặng khi sóng gió ập đến với họ. Khi câu chuyện tình yêu trong bóng tối của Nam Em được chính cô phanh phui, dư luận bắt đầu có những cơn sóng ngầm. Người ta thắc mắc mục đích Nam Em kể câu chuyện với nam danh hài, phải chăng để đánh bóng tên tuổi? Phải chăng để PR cho sản phẩm âm nhạc mới ra mắt? Cái lý do này sao mà quen thuộc thế?
Trước đó, dư luận cũng từng gán ghép những điều tiếng này cho một người phụ nữ khác, cũng không may rơi vào lưới tình với Trường Giang, đó là Quế Vân. Thay vì đồng cảm và chia sẻ, dư luận ném đá với Vân không thương tiếc. Mặc kệ những bằng chứng Quế Vân đưa ra chứng minh Trường Giang mới là người năn nỉ, dù cô đã cố chia tay, người đàn ông ấy vẫn dùng lời ngon ngọt thuyết phục cô ở lại. Nguyên nhân của sự ném đá dành cho Quế Vân vì là người thứ ba chen vào cuộc tình đẹp như mơ của Nhã Phương và Trường Giang. Trở lại trường hợp của nam em, khi mọi người đã nhìn cô bằng cái nhìn đầy ngờ vực, vẽ ra đủ mọi mục đích vụ lợi lúc cô công khai chuyện tình yêu, đồng nghĩa họ lại tin Trường Giang yêu quý Nhã Phương đến nhường nào. Bằng chứng cô đưa ra cũng trở nên vô nghĩa. Phần thiệt thòi trên ván bài tình yêu này đã nghiêng hẳn về phía nam em. Cô yêu không được quyền nói. Đến khi kết thúc tình yêu ấy trong đau khổ, chỉ mong một lần nói ra để giải tỏa cũng bị dư luận dập tả tơi vì cái quan điểm người thứ ba không có quyền lên tiếng. Mọi người ngưỡng mộ cuộc tình đẹp của Nhã Phương và Trường Giang, nhưng xin thưa, chắc gì cuộc tình ấy đã đẹp như mơ. Nếu cơm lành canh ngọt, tại sao lại xuất hiện những bóng hồng như Quế Vân và nam em? Cuối cùng, nữ chính hay người thứ ba đều tổn thương sâu sắc, đều âm thầm rơi lệ và tự xoa dịu nỗi đau. Còn người đàn ông họ từng yêu thì sao? Chọn cách im lặng cho qua bão, chọn cách thu mình để bảo toàn danh tiếng, để mặc người mình yêu thương một thời hứng chịu giông tố. Trên mạng xã hội vẫn còn đầy rẫy những ý kiến cho rằng nam em yêu đơn phương và bị ngộ nhận tình yêu vì biết đâu Trường Giang chỉ thả thính cho vui chứ không hề yêu đương nghiêm túc. Chung quy lại, họ bảo nam em tự đa tình nên tự chịu. Những cô gái có nhan sắc luôn kiêu kỳ, những cô gái vươn lên từ nghèo khó luôn có lòng tự trọng. Huống hồ, nam em đã từng khẳng định trong các chương trình thực tế mà cô tham gia cùng Trường Giang một chân lý rõ như ban ngày. Cô đẹp, Trường Giang xấu, cô cao, Trường Giang lùn, và chắc chắn họ không thể đến được với nhau. Một cô gái ý thức được thế mạnh của bản thân và mỗi ngày có biết bao nhiêu vệ tinh vây quanh, cưa cẩm, đâu cần phải làm điều thị phi cho mang tiếng khi không xác định được đối phương có dành tình cảm của cho mình hay không. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Hẳn những lời ngon ngọt đầy mật tình đã khiến trái tim nam em rung động, rơi vào sai lầm khó cứu vãn. Một người đàn ông đàng hoàng nghiêm túc và xác định có bạn gái, không ai tùy tiện thả thính, đông đưa gây hiểu lầm với những cô gái khác. Một người đàn ông trung tình, liệu có đi gieo mầm tương tư khắp nơi? Nhã Phương hẳn là đã quá quen và học cách chịu đựng tính đào hoa của người yêu. Vì trước nam em, vẫn có bao tên tuổi mỹ nhân khác vây quanh lấy Trường Giang. Mỗi lần tổn thương, cô lại âm thầm tự chữa trị. Còn nam em cũng đang cố gắng chữa trị những rối loạn cảm xúc lưỡng cực do cuộc tình ấy để lại và đối mặt với búa rìu dư luận bổ xuống hàng giờ. Đúng là tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình yêu. Họ cùng trách bản thân nhưng lại cố quên cái lỗi của người đàn ông đã gây ra tổn thương cho họ. Đến cuối cùng, họ chỉ biết chịu đựng mà quên đi vấn đề cốt lõi của câu chuyện là dứt khoát chấm dứt những nỗi đau. Lọt sao Việt gây thất vọng với ngoại hình xuống sắc quá thảm. Qua thời gian, nhiều sao Việt còn khiến khán giả không thể nhận ra vì nhan sắc thay đổi rõ rệt. Sau nhiều năm hoạt động, các ngôi sao Việt dần không giữ được vẻ đẹp thanh xuân như ban đầu. Đặc biệt là Johnny Trí Nguyễn. Những hình ảnh gần đây của anh gây sốc cho người hâm mộ nước nhà. Từ một sao nam sở hữu vẻ đẹp nam tính, lãng tử nhất V-Big, sau một thời gian vắng bóng, Johnny Trí Nguyễn khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng bởi thân hình gầy guộc thấy rõ. Johnny Trí Nguyễn mới đây xuất hiện với vẻ ngoài như ông chú già cùng bộ râu xồm xoàng, ánh mắt mệt mỏi. Gần một năm trước, tài tử vẫn rất phong độ khi xuất hiện tại một sự kiện quảng bá phim. Ở tuổi 44, sau hơn 10 năm gia nhập showbiz, Johnny Trí Nguyễn đã thay đổi nhan sắc rõ rệt. Johnny Trí Nguyễn lúc mới về Việt Nam lập nghiệp, phong độ ngời ngời như thế này. Lý Nhã Kỳ cũng là sao nữ có sự thay đổi nhan sắc liên tục, phong cách thời trang thất thường. Hồi mới vào nghề, gương mặt bầu bĩnh và làn da ngăm đen khiến cô nhạt nhòa trong dàn mỹ nhân Việt lúc bấy giờ. Sau một thời gian hoạt động trong showbiz, nhan sắc Lý Nhã Kỳ lên hương rất nhiều. Không ít lần cô dính tin đồn dao kéo vì chiếc cằm nhọn hay mí mắt khác trước đây. Mới đây nhất, Lý Nhã Kỳ lại gây chú ý khi khoe ảnh mặt mọc, gương mặt nhỏ hơn, mí mắt trông như đang sưng và đôi mắt to hơn khiến cô lại lần nữa dính tin đồn dao kéo.
biên tập viên Quang Minh được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài đỉnh đạt và giọng nói trầm ấm. Từ năm 2015 đến nay, người đàn ông thời sự gây tiếc nuối lớn cho người hâm mộ vì vẻ ngoài xuống sắc. Anh không chỉ tăng cân mà còn có nhiều tóc bạc. Nhiều khán giả từng cho biết họ chỉ nhận ra biên tập viên Quang Minh ngày nào nhờ đôi mắt tinh anh và phong thái đỉnh đạt của anh. Chớm 40 tuổi mà vẻ ngoài của biên tập viên này già nua trông thấy. Lần trở về Việt Nam năm 2015, nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh đã gây bất ngờ lớn cho khán giả bởi diện mạo thay đổi, khác hẳn vẻ thanh tao trẻ trung trước đây. Nhiều người không thể nhận ra đây từng là một giai nhân làng nhạc bởi nữ danh ca tăng cân trông thấy, gương mặt tròn trịa hơn nhiều. Tuy nhiên, nụ cười và ánh mắt xinh đẹp của chị vẫn còn giữ nguyên. Đứng trước những lời chê bai nhan sắc của dư luận, Như Quỳnh cho biết cô đã khóc rất nhiều. Phạm Thanh Thảo là nữ ca sĩ gắn liền với những bài hát đời đầu 8X. Nữ ca sĩ theo chồng sang Mỹ định cư và gần như mất tích trong làng giải trí Việt. Phạm Thanh Thảo hiện đã là bà mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh. Cô dành toàn tâm để chăm sóc gia đình. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ dường như mất kiểm soát về cân nặng và mẫm mỉm trông thấy. Người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối vẻ đẹp thuở xuân thì của cô. Thế nhưng, Thanh Thảo không bận tâm đến sự chú ý quá lớn của dư luận về nhan sắc. Cô cho rằng mình không phải tiên trên trời nên không thể đẹp hoài được.